nhiều không lòng vòng nhá. Bắt đầu luôn. Bạn ra xem cái hộp đi nhá. Khủng long, chi tiết khủng long đầy đủ các kiểu này. Còn đây là cách cô gắn vào. Đây các bạn ơi, đây chính là con khủng long nhá. Đẹp chưa? Các bạn nhìn đẹp chưa? Rất là hầm hố luôn nhá. Lại là mình lại gặp cái trường hợp bị vui được lại quẫy quẫy rồi. Khủng long xin chuyển tay được nhá. Ôi, ôi nó chết rồi, nó có rơi xe đạp ở bên dưới. Đây này các bạn ơi. Tôi không biết cách mà. À đó, bạn nhìn này. Sơ qua mình thấy con khủng long này rất là lớn luôn nhá. Mình nghĩ là nó bằng ôi con này khủng hở miệng ra rồi đây. Wow, răng được phết đấy. Răng sắc nhọn phết đấy. Được rồi, ok cua, ok phiên bản 1. Đây các bạn nhìn mắt này. Ôi, đây là mình nghĩ là đây không phải khủng long bạn chúa đâu. Chắc là khủng long gai đấy mà. Khủng long bạn chúa rồi, nhưng cái phiên bản gai. Đẹp phết đấy các bạn. Đây khủng long bạn chúa phiên bản gai. Các bạn ạ. Thôi bây giờ bọn mình không nói nhiều nữa, mình xem quy chế hoạt động của nó nhá. Ôi con này to hơn cái con này ấy. Các bạn xem này, cái mồm của nó kìa. Tiếng kìa. Và kia đây các bạn này, đảm bảo với đeo các bạn nghe tiếng này cũng khi các bạn ám ảnh luôn đấy. Không được. Ôi sao con này nó chạy kiểu gì mà nhanh thế? Kinh quá các bạn ơi!